Vậy ơi. Chó ơi. Rục vàng. Đã kêu nó im rồi. Nè. Thở mạnh. Để cho ba nó nghe. Dễ sợ không? Nghe của con nè. Green Fin nha. Đúng rồi, ngồi chỗ cho ba coi, ngồi chỗ đây. Ở kia. Xong cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Đây là của Evin. Ừ, nhà của Evin hả? Con nghĩ chi làm gì vậy? Nghĩ ra vậy hả? Tụi ba tưởng là ngủ rồi chứ. Thương quá à. Nhớ ba không Ngọc? Có. Ngọc tụi lại hung ba cái nè. Con chị của con là của chị Nhi. Đi cái đó con nó của chị Nhi. Khép chân lại Nhi, khép chân lại con, khép chân lại con gái. Nhi lớn rồi, chơi cái đó làm chi? Nó đòi á. Con nào mẹ hả? Trời ơi mẹ mày nhìn thấy gớm vậy. Mẹ mày nhà quýnh con không? Chơi thử đi hả? Đổi xạo dữ vậy. Gì hả gì? Rồi đó bán về chưa? Bà già rồi bà Nhi ơi, bà không lớp 1 rồi bà không có chơi cái đó được. Không ai mà chơi con chó đó. Ừ. Mèo gì? Đâu cái đầu sao tóc duỗi gì kỳ vậy? Mới duỗi to. À, mới duỗi sao cái đầu đẹp đẹp ghê vậy? Ừ, ok. Xu không? Sao nhìn nó xu quá vậy? Cô Trang cọp tóc. Cô Trang nói gì không? Đi học duỗi tóc rồi cô Trang nói gì không? Không. Cái mặt nó dơ vậy, cứ mặt lại ba coi coi. Tại môi khô queo vậy, con uống nước nhiều giùm ba được không? Môi khô queo à. Uống nước lại. Đúng không? Cho nhà đẹp. Kêu mẹ mẹ nhà mua mấy bộ đồ đẹp đẹp cho con, nó mặc đồ thấy ghê quá trời. Bà xạo quá, bà xạo quá. Bảo vệ sức khỏe lắm, y chang ra. Nghe bị cái gì cái lỗ cầu. Ở đây nhà gì mới không? Dạ không ha. Chán gì nhà gì chán vậy? Anh ơi mới đi có một ngày. Vậy hả? Đi tháng. Đừng đi 7 ngày chứ. Nhi với ba không Nhi? Đi đâu ba? Nhi có nhớ ba không vậy? Con ủ dụi tóc đi học rồi bạn có nói gì không? Bạn thấy cái máu của con. Bạn Nhi tính gọi con gì mà không dám gọi luôn. Sao không biết tưởng lầm à? Tưởng đó là bạn mới. Trời đất ơi. Mày có ai khen tóc đẹp không? Ai khen? Mấy bạn. Mấy bạn có coi clip không? Không. Yeah. Nhi nó đẹp kia Quỳnh ơi. Ồ, có gì Nhi nè. Trời ơi, nó dành cho con rồi bạn. Ngọc. Một lô nè, trời em bác ta chị cụ. Gấu mà để chất đống 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 rồi đó. Hồi đó mẹ bán gấu mà không chơi ngộ ghê ha. Ờ nhà bán gấu ngày xưa mà không chơi, mà khi mà nghỉ bán rồi cái đầu hả đòi mua ngộ ghê. Nhà nó đổ đống 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 luôn mà không qua lấy. Còn cái mấy nay ở nhà mẹ quýnh Ngọc của ba không vậy? Dạ mẹ có la không? Mẹ có la em không? Dạ ông không. Trời ơi la là tử số nha. Mẹ có chửi con gì không con?
Vậy hả? Đi học rồi cô có la không? Không. Cô có chữ không? Không. Bạn có ăn hiếp không? Không. Dạ không. Trời ơi. Vậy đó hả? Đếm hai mấy lần hả? Tự học tự biết luôn á. Ok đếm coi. Đếm 2, 3. Nhưng làm luôn nè, cho em bé mà. Làm biếng à? Đếm cho ba nghe rồi ba mua nữa. Đếm này mốt bà đi mà mua nữa cho. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 nhiêu nữa? Mười chết rồi. Mười chết rồi là cái gì? Ngọc nói là Ngọc nhầm là Ngọc tính cho là mười hai. Mà nãy giờ tụi con ngủ chưa? Chưa ba. Dạ. Vậy mà nãy giờ chưa đứa nào hung tôi luôn á. Ai? Thương ba không? Thương ba nhất không? Nhất. Vậy mẹ mày cứ hả chữ ba hoài. Ngọc thương mẹ không? Ngọc thương ba hơn mẹ. Nói lớn lên Ngọc thương ba hơn mẹ. Thương ba. Yeah. Nhi thương ba hơn mẹ. Thì con thương ba hơn mẹ con nói đi. Ba hơn mẹ. Thương ai? Ba mẹ. Gái thương ai? Ba mẹ. Thương ba mẹ luôn hả? Mai học không? Dạ học không. Ủa? Mai nghỉ hả? Mai thứ bảy nè. Ủa mới nghỉ rồi nên nghỉ nữa hả? Trời ơi đá dữ vậy trời. Mai nghỉ nữa vậy mai Nhi muốn đi mua kẹp với ba không? Con có thích kẹp không? Một tấm kẹp xoài. Có thêm không? Cho con nhà ăn. Nhà mua thêm không? Dạ có không? Cái gì? Mua thêm không? Mai mua thêm không? Đâu, xả tóc hết tóc qua cờ coi. Hết tóc coi. Đây nè nè nè, xả tóc chuẩn bị hết tóc rồi mẹ. À, xả tóc hết tóc à? Hết tóc. Trời. Này có dạng không Quỳnh? Dạ. Dạ. Ừ. Chồng đi làm về tao lo đồ ăn đồ uống rồi. Nó không hỏi là ăn cái gì hôn cái gì luôn á. Mà tiền không vô nó ủa sao chưa vô là nó hỏi nhanh lắm. Em tưởng nó cho ăn rồi. Ăn gì? Ăn gì ăn rồi? Đi đâu này là kiếm chuyện với ba nè. Chắc ta ở nhà ta nằm ở không. Ở nhà ba mày nói mày nhậu mày nhớ không? Thôi mày nói mày nhậu luôn. Cái con cắt ké đâu rồi? Cái con thằng nào rồi? Gì? Con có sợ của nó không? Nhi sợ không? Ngọc có sợ của nó không? Tóc. Thôi bye bye mọi người đi. Ngủ ngon nha. Bye. Bye bye. Ở đâu? Ở bên phòng đó. Ok. Bye bye mọi người đi. Bye bye. Mẹ bye mọi người đi mẹ. Bye bye. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.